Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Xăm Sáo TV của mình. Nãy giờ mấy anh em mình ngồi ăn hủ tiếu, ăn sáng rồi nè ơi, uống xong ly cà phê. Giờ này anh em mình đi cuốn tay lưới cá sát. Anh Nghĩa Vinh Hai đi trước rồi. Đi không? Đi cuốn lưới không nè? Còn hai sáng cũng thức sớm, thấy vậy nó chạy ra. Sáng sớm sương mù còn nhiều quá mọi người. Ngoài sông nhìn ra còn mờ căm mà. Mặt trời đang lên. Rồi, xin chúc mọi người buổi sáng tốt lành, nhiều niềm vui, thành công trong công việc. Với lại chúc mọi người xem clip vui vẻ. Mong là clip này nhiều cá để cho cả nhà mình có nhiều niềm vui nha. Nhất là anh hai mình. Anh hai mình với chị hai mình nhiều cá có tiền. Rồi chúc anh Nghĩa may mắn nha. Nay ruộng lưới vô anh ơi, khỏi gỡ. Lúc nhiều quá không nổi. Trời ơi, em chút là em chút cá sát không à, chị hai nói gì. Đó, nay hai chồng mà chơi tông sạc tông nữa nè cả nhà, đồ cặp nữa nè, thấy không? Rồi lên đường mọi người ơi. Giờ này mặt trời rực rỡ quá mọi người ơi. Sáng mình ra mình phơi nắng sáng vậy là rất là tốt nè. Mặt trời đang lên, bữa nay đẹp quá. Bữa nay cũng còn hơi sương mù chứ phải chống sương mù rồi mặt trời còn rực rỡ nữa, sáng dữ nữa. Nói hai ông bà nay bận đồ tông sạc tông. Anh hai mà bữa nay anh bận cái quần bông thì thấy em xỉu quá. Hên đó. Ồ bận quần UH luôn nha. Ồ bận quần có thương hiệu luôn nha chị hai. Có nè UH đó. UH Ami hay gì đó. Mỹ nha. UH à. Cái này chắc có sự cố rồi. Tao lướng mình dướng vô chắc có dướng hồ đỏ rồi, nó xây rồi kìa. Đó hồ đỏ nó xây rồi đó. Dướng chắc rồi chứ gì nữa. Phao đỏ này là phao của giao thông, người ta cảnh báo những vùng nguy hiểm đó nha. Phao này màu đỏ luôn nè. Dùng mình thì dùng sạt lở. Mấy phao mà dùng mà bình thường chỉ cạn sâu thì màu xanh màu vàng là được rồi. Nay phao bự màu đỏ luôn. Ủi ủi anh hai. Anh Nghĩa ơi, ủi nữa rồi. Bữa nay hai tay lưới nước nó đạp quá, nó trôi quá, hai anh em dính nhau rồi anh ơi. Thôi lưới nào vậy không có con. Tay lưới Nghĩa mới nổi rồi, anh Nghĩa lại cuốn kìa. Ủa mẹ nè, mình nằm lúc cái này này đã lâu xuống đây nè. Nay bữa nước còn mạnh quá mà. Kiếm một cái xác la la lên rồi không nghe rồi. Anh Nghĩa nằm dưới mình hả? Tục bình rồi. Ê ê phát phát tục bình. Lấy dầm nè. Kiếm còn nhiều phao.
không chứ lớn tao nằm nước trên luôn chạy lên. Anh lo gì lưới, anh lưới mới mà anh lo gì không biết. Đau lòng quá. Cười. Đau lòng căng heo quá. Nó mới lưới này cũng mới, bộ hai tay lưới này mới không bộ. Mới bằng heo cũng lụi, dù gì cũng lụi được cái chút. Con này mới mà mới chát luôn. Ta lưới mình đè lên ta lưới anh Nghĩa nên còn nặng lắm, mình phải kéo qua anh Nghĩa mới cuốn được mọi người ơi. Tưởng đâu khỏi rồi chứ. Đi làm nghề này cũng cực lắm, như anh hai, chị hai mình thì đỡ chút, nhà gần. Nhà gần cái mình bủa cái mình tới cái lưới cuốn mình ra anh cuốn hả, chạy xuồng ra cuốn cũng gần. Như anh Nghĩa nhà xa. Nó anh qua cái vùng này để ảnh bắt cá thì anh ở buổi đêm, ở đầu hôm tới giờ đó nha. Năm năm sáu giờ chiều ngày hôm qua là bắt đầu anh đi qua chạy qua đây rồi, qua đây rồi anh ở tới giờ này luôn, là ở nguyên đêm bên đây luôn. Khuya nhiều khi anh lên nhà anh hai anh ngủ, còn mấy là ổng lội mấy cái ghe của mấy ông anh đó, mấy ông anh chở gạch đó lên đó anh nằm anh nghỉ, đợi cũng cực. Nhiều khi sương gió mũi mồng rồi cũng cắn. Chung mà nghề này phải chịu cái nha. Bây giờ thì cũng tương đối đỡ, hồi trước à không có chỗ là mấy anh em rồi còn khi lủi vô mấy cái cây bần hay là vũi vô bộ lục bình rồi cột ngủ đại vậy đó, chờ nước. Ồ, lưới của ai mới vậy ta? Kìa. Cười. À, cái khúc này là cái khúc hai anh em bị dính nha, lưới nè. Gỡ ra cái mới cuốn được cả nhà. Mình nghĩ có con có phèn kìa. Ê cái phèn không để đụng đá ha, để vậy luôn hả? Không không có sao vậy? Hay là tính phơi khô? Rồi, gỡ rồi rồi. Đi đâu mày đi chơi với con cũ đi, tao không chơi mày nữa rồi. Mình là mình khỏe rồi đó đúng không? Còn ổng chưa biết, nhiều khi còn anh hai cũ nữa, dưới hai cũ rồi sao? Giờ này nước nó yếu, nó im lại, cả nhà thấy cái mặt sông nó phẳng lặng ha. Chứ lúc nước, mấy cái lúc mà mình bủa có thể nước nó chảy gió này kia rồi nó chảy nhiều, nó gợn nhiều lắm. Nó giờ này mặt nước rất là yên tĩnh. Ủa rồi nói tới nói lui nãy giờ có con gì chưa vậy? Trên dây nấy cồng cái gì có cá. Nấy chui luôn. Đâu, đi con có phèn mở hàng hả? Cái phèn cứng đơ luôn rồi. Trời ơi, nãy giờ lưới quá nhiều. Dính bông lau quá nhiều luôn. Mà chưa có cá mới có con cá mở hàng. Cá đầu tiên cả nhà ơi, cá phèn mở hàng. Hai con hả? Rồi hai con luôn, con mới lên. Mở hàng hai con cá phèn một lượt cả nhà ơi. Còn cá phèn nữa. Ê con này sao trắng vậy? Ê con gì nữa kìa? Ê con cá chị ghét kìa, chị biết cái gì không? Để mình cho cả nhà coi nè, cái cá phèn này nó kỳ quá. Cá phèn này nó đi tắm trắng hay gì. Có ghen luôn ha.
cho cả nhà coi nè. Mình có ba con cá phèn rồi đó, nãy giờ lên ba con mà con này nó trắng hơn nè cả nhà. Hai con này nó vàng nín nè. Đó, cả nhà thấy rõ ràng không? Cá phèn mà cũng có hai loại nữa ha. Mình mẩy thì nó ghen nhau mà không khác gì hết trơn cả nhà ơi, chỉ có cái màu à. Khác cái màu nhau à. Trời ơi, con cá phèn này bự hơn ba con kia nữa nè. Cá phèn khủng. Ồ hồi mình ở cá phèn trắng. Nãy giờ lên hai con vàng, hai con trắng rồi. Hồi mình sắp mấy con cá phèn này mình chụp hình cho mọi người coi. Rồi con cá phèn bự cái nè ơi. Nãy giờ được 4 con rồi đó. Lát đi, lát mình chụp hình. Trời ơi, bữa nay kiếm chừng 2 ký cá phèn trước đi tính tính. Ừ. 2 ký cá phèn chứ ngon hơn mấy ký cá sát nữa. Bằng 5 ký cá sát à. Đó chị Hai ơi, chị Hai. Cởi áo rồi chị Hai ơi. Đổi màu, đổi phong thủy luôn. Dạ, cởi cái áo này ra mới phát hiện áo cặp vô nghĩa nữa. Tính ra hôm nay cho áo cặp không à, nãy bảo khoác thì cặp với chị Hai ha, giờ lột áo trà còn áo trong rồi cặp với ông Nghĩa gì chị Hai, mà nó không có lướt cá sát hả, không có sát hả? Ơi đợi cá sát còn ho luôn. Cái ghe trên đó là ghe đáy của Dương Hai, ông đang vũ đáy rồi nha. Nãy mần xong rồi giờ này ông vô bờ nè, ông cột cái phao đỏ bắt đầu ông rửa. Mình vũ cho sạch mấy cái bọn nữa nha. Sình nữa đóng vô lưới đáy. Anh Nghĩa cuốn lâu rồi, nãy giờ ông chắc chín cá dữ rồi. Nãy giờ lên đây gai chứ không dính chùm mọi người ơi. Mong là dính bầy. Cá lên dính chùm chùm vậy. Cả nhà xem mấy mê. Đó, cá sát kìa. Ôi ôi con cá sát. Hết sức con cá sát không. Nãy giờ cá sát đếm trên đầu ngón tay. Rồi là con thứ hai. Sao bỏ đục? Em bỏ đục cho. Lâu lâu mình phải có cá sát chứ. Rồi, thấy tình hình nước nay rồi luôn rồi. Đó. Được hai con cá sinh kỳ. Chốt cửa chưa xong. Để sinh kỳ trước đi. Chính cây dảnh luôn. Cái dảnh nó đi sâu dữ hả? Dính lúc mà lưới đang chìm ha. Con cá dẫm luôn cả nhà ơi. Chị Hai để xô đi em lụm cho. Sao nãy giờ đi lạc không ta? Hai con sinh kỳ. Là
hai con. Cho sơn luôn. Cái Út nghe nói bên anh bán có giá lắm anh nhỉ. Ê mình cũng lẹ lẹ đi chạy vô chứ để làm quýnh. Thấy rồi, nè thấy cái Út ơi. Là đi qua tới Hàn Quốc thiệt luôn rồi đó. Hôm nay đi mấy bé về, đi mấy bé bị cách ly đuổi về. Chữ dữ rồi. Nói chứ mình thấy anh Nghĩa ngồi mình ít nói chuyện với ai nha. Chọc rồi nói chuyện rồi cho vui. Cái này là mình giúp ảnh á chị hai. Giúp để anh buồn tội nghiệp. Giống như mình bữa nay thất rồi mình gọng lại đi, bữa nào mình bắt con lượt một. Nay thất rồi nữa rồi cả nhà ơi. Tại vì cá sát này á, mình hên nghe cái nước cá nó đâm á là phải gu à. Cho dù tay lưới cũ, tay lưới gấp mình văng nó vẫn dính đầy ra lưới nha. Còn là còn không? Còn gạch không? Để em lượm cho. Vô vô quay nhẽ kìa. Vô quá kìa. Vô không là vô mày. Đó cái xét đó, xét con nái không chứ bộ, nói gì nữa. Cá này điếm động tay nữa rồi. Ở đó cái xét đó. Cái xác gì giấc nãy mới xuống rồi nghe. Mua tiếp. Thôi rảnh. Nước rồi. Anh nước hả? Rồi. Xuống ngựa tiếp. Rồi. Vô. À, cái xác gì giấc nãy nó mới dính hai con, mới dính trong phiếu. Nghe nãy nghe la lắm mà, dính cá lắm mà, lại đi quay ké rồi. Hết chưa? Hết rồi. Hết luôn hả? Chạy hồi tao quấn keo luôn. Nay chừng 4 kg không? Mấy cái bạn. Mấy cái bạn. Con một. Tao được 4 con cá phèn nha anh. Bữa nay tại con nước nên tình hình này chung cả nhà, tình hình chung ai cũng vậy. Cá nó ít nhưng mà có được mấy con cá bự à. Mình đếm trên đầu ngón tay à. Còn như cá Út được mấy con cá phèn. Được ký không? Nghe hả? Trời ơi, có bữa vậy bữa khác đi gọng đi mới bắt. Anh gọng đi mới bắt. Bây giờ anh ngủ lại đi, trưa anh quýnh xong rồi chiều anh quýnh, rồi tối anh quýnh, rồi sáng mai quýnh giật phải về. Ừ. Về vợ quýnh luôn. Về bển cái bà quýnh nha. Cho một chập nữa. Về vợ quýnh luôn. Về vợ quýnh luôn. Sao vậy hả? Về. Không có quýnh hoài. Quýnh mình. Ờ giờ mình vô. Quýnh không được đâu. Cái. Dưỡng đi, nuôi nó đi vài bữa bắt luôn được. Thôi máy gì nay không có cá mà bơi vô cái nhà ơi. Này thất thu lựa cá sát rồi đó ha. Cá sát đếm động tay rõ ràng ha. Này thất thu bơi xuồng về cái nhà ơi, chạy tốn xăng, tốn tiền. Bữa nào cá nhiều thì có kinh phí cái mình chạy xăng, mình chạy ga lớn luôn á chị hai. Bữa nay được
được ký gửi cá à chị hai? 2 ký không này? 2 ký không? Vừa cá này vừa cá kia luôn, chắc mình được 2 ký cả nhà ơi. Cá sát rồi chắc không được 1 ký đâu. Cá út ký mấy hả? Dữ vậy hả? Vậy là cá sát phân nửa, cá kia phân nửa. Nay mình được 4 con cá phèn luôn mọi người. Anh em mình đã thăm xong ta lưới rồi mọi người. Hẹn cả nhà mình ngày mai bắt bài cá này đi kìa. Bài cá này mình gọng lại nha anh hai. Vũ anh Nghĩa ở lại bủa mà anh không chịu, mời mình bắt hết nguyên bầy luôn. Giờ mình xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt cả nhà.